thì người ta khen chứ làm sao. Này chị em ơi, người đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngân ấy lông mày nét ngang đấy thầy tiểu. Thầy tiểu ơi, thầy như táo dục phân đình, mà em như gái giờ đây. Ấy đi dình của chùa đấy thầy tiểu ơi, thao dùng thầy mấy đình thế mà sân đình. Chắn nhất nhà đây do lắm, mặc kệ tao.
thank you.